Xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay cửa hàng Nguyễn Văn Châu em sẽ giới thiệu với anh em một cái động cơ Zanma Diesel L40. Đây, Zanma L40 nha. À, nó còn cái tem này nữa nè. Zanma L40, con này là xuất sắc luôn em. Còn bình dầu rồi nè, báo dầu rồi nè, Boe rồi nè, anh em thấy không? Con này là xuất sắc luôn. Dàn áo luôn nè, anh em thấy không? Nó hơi chạy được hai bên miếng đây nè, chạy ít ít ở đây nè, anh em thấy không? Thì do vô công thì mình phải chịu thôi anh em. Đó. Bình dầu nè, Zanma Air Color Diesel. Tem mạc đồ nè, anh em thấy không? Lốc liếc đồ nè, anh em không? Xuất sắc luôn. Con này là phải nói là tuyệt đỉnh luôn rồi anh em. Số series nè, 19511. Đó, mấy anh em thấy không? Mấy anh Nhật á, anh về á, rồi ta thay vậy ta mở cái này đi ha. Không có đâu, anh lấy vô đá anh xả luôn nè. Phải nói luôn, con này có đề nha anh em. Con này anh em muốn đề thì đề, muốn quay thì quay. Nắp chụp cò đồ nè, anh em thấy không? Rất mới luôn, heo quét đồ nè, anh em thấy không? Anh em nhìn cái đầu bò nè. Hay ở ngoài mấy anh em miền Bắc thì kêu đầu bò, còn em là cái đầu bê lát. Con này nó có đề nữa nha anh em. Anh em muốn đề thì đề, muốn giật thì giật, sạc xiết đồ là có sẵn hết. Mấy anh em về là chỉ câu vô đây rồi là nó tự động nó sạc đồ hết cho anh em luôn. L40ASEBR 4.2 PS, 1800 tua. Số series là 19511. Con này là phải nói là đỉnh luôn. Trời ơi, nhìn cái củ đề nó nè, anh em thấy không? Xuất sắc luôn. Con này mà mấy anh em về chạy phun thuốc sâu ha, hay là kéo cái vỏ lãi nhẹ nhẹ ha, trời ơi, đúng bài luôn. Phải nói luôn, quá dữ luôn, tuyệt đỉnh luôn. Rồi anh Thợ cho nổ đi anh Thợ. Dạo này mấy anh Thợ đài giật hết nổi vậy, đài cho khỏe anh em ơi, máy có đài. Giờ ai giật? Video mới nhất nha anh em. Rồi thôi, em xin chào tạm biệt mấy anh em nha. Mấy anh em có cần em làm những món gì thì cứ bình luận bên dưới. Đây, em sẽ làm tất cả những chi tiết cho anh em xem.
Rồi thôi em xin chào tạm biệt mấy anh em nha. Chúc mấy anh em có một buổi tối tốt lành.